Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với hành trình tự học bên 3D của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một phần khá là quan trọng và cũng khá là hay trong bên 3D, đó là library. Thì library bạn 3D hay gọi là thư viện 3D, nó sẽ là tổng hợp những cái gợi ý cho chúng ta về bên 3D, những cái hình minh họa làm sao cho nó thiết kế nó thật là thú vị. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu vào chi tiết hơn về phần này nhá. Let's go. Ok, chúng ta quay trở lại với giao diện của bên 3D. Thì chúng ta sẽ vào phần 3D Library. Mình khá là thích mèo nên là mình sẽ tìm chủ đề về mèo như thế này. Ở đây thì có một chú mèo khá là đáng yêu. Các bạn có thể edit màu. Mình có thể thay đổi hình mẫu ban đầu của chú mèo theo các cái dải màu nhé. Không đi, không cánh xe. Chúng ta có thể chọn các cái thể màu khác nhau theo red, green, blue. Nên là cái tỷ lệ về màu sắc là xanh, đỏ, vàng là những cái màu rất cơ bản trong các cái thể màu ấy. Chọn ok. Mình cũng có thể di chuyển kích cỡ của cái hình 3D này. Cái bên dưới EXIS Rotation nó sẽ là xoay chiều sang phải hoặc sang phải một góc 360 độ nhé, 359 độ, nói chung là 360 độ đó. Cái thứ hai là X-axis rotation giúp mình xoay lên trên và xoay xuống dưới một góc 360 độ, nó giống như là tất cả các phần của hình ấy. Phần tiếp theo là xoay chiều theo vòng tròn, mình có thể thay hình thành các cái theo các cái độ trong cái đường tròn, cũng là một góc 360 độ nhưng mà nó sẽ theo một cái đường minh họa. Còn phần cuối cùng là tách khỏi nền bao xa, thì cái này mình sẽ nói ví dụ như là đây là hình như này, khi mà nó chui vào trong khung hình ấy thì nó chỉ xuất hiện một phần thôi, những cái phần còn lại trong khung hình thôi. Ok, thì để hiểu hơn về cái này chúng ta sẽ kết hợp nhé. Mình muốn kết hợp hình 3D để trông nó thật sống động. Mình muốn là một cái gấu, gọi là gì nhỉ, gấu tiếng Anh là gì nhỉ, panda, panda. Con gì cute hài hài nhỉ. Cute hết không có luôn. Mình muốn tìm kiểu cartoon ấy. Ví dụ mình có một hình người như thế này. Đây là khi mà chúng ta add 3D vào ấy thì nó sẽ auto chế độ mặt trước, mình có thể điều chỉnh trông nó không được 3D lắm đúng không mọi người? Mình sẽ xoay sang mọi người. Và thêm một cái gì đó. Ví dụ như là bạn đi đang buồn thì thêm một chiếc ít rain mưa này. Một ít hạt mưa. Ví dụ như là mọi người nhìn thấy đây không? Thì nó sẽ ra sau hình chàng trai một chút. Và mình cũng có thể chỉnh theo cái chiều nó âm 37 độ thì nó sẽ mưa, nó sẽ hướng về phía người này. Hoặc là để hơi xoay xoay một chút thôi. Và mình cũng có thể thêm cái hình minh họa như là một chiếc mũ. Kết hợp với chiếc mũ cho cậu ý. Và mọi người thấy là hình chiếc mũ này nó đang thẳng như này. Mình sẽ xoay chiều thế nào để đúng hướng mà cậu bé đang cảm thấy đang ở cái hướng đội chiếc mũ đó. Mình sẽ kết hợp cả ba cái đường này nhé. Và kéo tỷ lệ ra nữa.
Mọi người thì cũng có thể kéo mũ vừa bằng mặt của chàng trai, sau đó chúng ta vào 3D view. Chiếc mũ đang hơi lệch một chút nên là mình sẽ kéo chiếc mũ vào trong một chút. Ok, chúng ta lại vào view này. Thế em thấy cực kỳ là ấn tượng với cái phần này luôn. Mọi người thấy sao? Mình thấy cực kỳ thú vị. Đây, quay mặt mình chút. Đây. Mình sao thì mình cũng không ngờ là mình sắp xếp cái phần thì nó ok thế đâu. Mình nghĩ là mình phải còn điều chỉnh nó mấy lần cơ. Thì ok, tương tự như thế thì chúng ta có thể thêm các cái cây. Mình không chắc nữa. Cái này là cái gì nhỉ? Sticker. Sticker thì thôi. Mình nói tiếp về 3D. Một cái gì nó hơi sét tí. Một chiếc buồn. Một chiếc giống như kiểu icon ấy. Nhưng mà thôi mình cứ để là mặt trời đi. Bây giờ là chúng ta xoay. Và chúng ta cũng điều chỉnh nó. Thì mọi người thấy cái tầm ngang sang ấy, mình sẽ cho bằng tầm ngang của đám mây nhá. Ok, chúng ta sẽ vào view 3D. Thế thì nó sẽ kiểu chàng trai sẽ đứng xa cái khu vực mây và trời thì nó khá là cao ấy, nên là tầm nhìn của mình nó sẽ khác một chút. Thôi để đấy được. Ok, thì chàng trai nó họ chàng trai này đứng xa hơn, ví dụ như là một một cái mình ấn cancel nhé. Pet à, dog chứ nhỉ. À, chàng trai dắt một chú chó này, chúng này cho tàu hai. Ôi mọi người nhìn mặt thẳng của nó buồn cười không. Mình cũng xoay cho con chó này và điều chỉnh nó sẽ đứng điên, nó sẽ đi cùng chàng trai nhá, nên là mình sẽ kéo này. Ví dụ như mình kéo đằng trước này thì nó sẽ đi trước chân của chàng trai khoảng một một phần hai cái ô vuông, hoặc là mình để bằng cái này thì cái phần chân và cái phần bụng nó sẽ bằng nhau này, nó sẽ đè như nhau như này. Thì khi chúng ta vào view 3D chúng ta có thể nhìn thấy là nó gần như là nó ngang hàng với nhau. Đấy là một số cái mẹo mình thấy rất là thú vị khi mà chúng ta có thể check bằng 3D view để chúng ta biết là cái hình kia nó có khớp hoặc là nó bằng với cái phần mình đang làm không. Ví dụ như là nó có hợp cái hình 3D để nó có hợp lý hay không ấy. Ok, thì đấy là tất cả những cái liên quan đến bên 3D đúng nhỉ. Thì ngày hôm nay mình và các bạn cùng nhau làm mình cảm thấy cũng khá là thú vị. Thì bạn nào có thể tìm hiểu kỹ hơn thì hãy chia sẻ cho mình xuống dưới phần comment nhé. Các bạn cũng đừng quên like, subscribe channel của mình góc bên phải của màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn các bạn trong các hành trình tự học khác. Bye bye mọi người.